Chào mừng các bạn đến với đồng hồ hiệu.info. Tôi là Lê Thế Thắng và nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay. Tôi xin giới thiệu các bạn một mẫu đồng hồ cơ dòng Super Fake với thiết kế mang phong cách của dòng doanh nhân rất tuyệt vời, thương hiệu là Vacheron. Sau đây tôi sẽ giới thiệu chi tiết hơn về em nó nhé. Ok. Ngay từ cái nhìn đầu tiên tôi đã yêu thích em nó rồi. Tại vì với thiết kế mang phong cách của dòng đẳng cấp Thụy Sĩ, nó thiết kế giả lập tu bi lông ở góc 6 giờ. Các bạn nhìn rất tuyệt vời. Cảm nhận được bộ máy của nó đang trôi rất là nhịp nhàng đúng không nào? Rất đẳng cấp luôn. Kim xanh. Hiển thị đồng hồ 24 giờ bằng số ở góc 9 giờ. Và qua hình ảnh mặt trăng mặt trời ở góc 3 giờ. Rất tuyệt vời đúng không nào? Ok. Các bạn thấy chưa? Rất đẳng cấp. Đây là thiết kế theo dòng của Thụy Sĩ. Với cái mẫu này mà nếu mà nó hàng chính hãng á, thì nó phải khoảng tiền tỷ trở lên cơ các bạn ơi. Nên là không phải ai cũng có điều kiện để trải nghiệm được những cái đồng hồ chính hãng như vậy. Ok. Rồi, tôi sẽ thu nhỏ lại một chút nha. Với thiết kế size của nó là size 42 mm, sở hữu kính khoáng cường lực cao cấp. Dòng kính của nó thì nó hơi lồi lồi lên một chút để phản rõ cái mặt bên trong của đồng hồ này. Chính vì vậy mà dòng này thì không có lắp sapphire. Với kính này thì nó cũng có chống chày, nhưng mà mức độ của nó thì nó có giới hạn. Ok chưa nào? Vỏ của nó thì bằng inox mạ PD màu vàng đồng, rất là màu sang, ok chưa? Sở hữu bộ máy theo công nghệ của Nhật, bền và chính xác. Trên núm của nó thì có logo. Ok. Dây da của nó là dây da nâu. Ok, cũng có dập logo của Vacheron. Trên khóa của nó thì cái phần này chính là phần biểu tượng của Vacheron rồi. Ok. Mình thì chuyên đồng hồ chính hãng với các thương hiệu là OP, Ogivan, Alexander và Raytheon của nhà phân phối Trường Hoan. Các bạn có thể vào website đồng hồ hiệu.info để xem những mẫu đồng hồ chính hãng ở đấy. Còn với những cái dòng này á, thì mình có bán kèm theo để phục vụ cho những bạn có nhu cầu trải nghiệm những cái dòng đẳng cấp của Thụy Sĩ và phục vụ cho những bạn sưu tầm những mẫu đồng hồ đẹp. Ok chưa nào? Rất tuyệt vời. Tại vì với hàng chính hãng thì không phải ai cũng có đủ tiền để trải nghiệm được những cái mẫu đồng hồ đặc biệt như thế này. Chính vì vậy mà những cái dòng mình sẽ vừa bán và sưu tầm những mẫu đồng hồ độc như thế này để quay video lên cho những mọi người cùng trải nghiệm luôn. Ok chưa? Rất tuyệt vời. Về khả năng chống nước của nó thì nó là hàng dòng dòng thiết kế mang phong cách của dòng doanh nhân á, chính vì vậy mà lộ máy toàn bộ cả mặt trên và mặt dưới, cả mặt trên mặt dưới đều là kính. Về khả năng chống nước của nó thì thường là sẽ là 3 ATM, các bạn có thể đeo rửa tay đi mưa thôi. Còn việc mà tắm giặt thì nên tháo ra, tại vì nó cũng là dây da nữa, thì nó sẽ tốt hơn cho dây, ok chưa nào? Kể cả là hàng chính hãng á, thì với những cái chiếc đồng hồ chính hãng như này thì các cái đại gia mà đeo được những chiếc đồng hồ này thì họ cũng rất là giữ gìn. Ít ai mà đeo đi đi tắm với những chiếc đồng hồ này lắm, họ rất là giữ gìn luôn các bạn ơi. Rồi. Bây giờ thì mình sẽ đeo thử lên trên tay, các bạn cảm nhận được khi lên tay nó sẽ tuyệt vời như nào nhé. Với thiết kế size 42 mm, nó sẽ rất là tuyệt vời khi đeo lên tay. Đối với những bạn có cổ tay từ 17 đổ lên, hoặc nếu mà những bạn có size cổ tay nhỏ hơn size 17 thì cần phải thích nó mặt hơi to một chút xíu. Nhưng quan trọng là theo quan điểm của các bạn thôi, cảm thấy nó đẹp là ok. Tại vì mình bán cũng cho rất là nhiều người rồi, quan điểm riêng của mỗi người khác nhau.
Có những người tay nhỏ nhưng thích mặt to, còn có những người tay to lại thích mặt nhỏ. Cách đo size cổ tay thì các bạn có thể dùng một cái sợi dây quấn quanh cổ tay, sau đó các bạn đo lại với thước thì các bạn sẽ có thể biết được size cổ tay của các bạn là bao nhiêu. Ok chưa nào? Rất tuyệt vời với một chiếc đồng hồ giả lập tu bi lông như thế này ở trên tay. Mặc dù nó là dòng super thôi, nhưng mà lên trên tay cảm nhận cũng rất là tuyệt vời, đúng nào? Đeo để trải nghiệm. Rất tuyệt vời, rất đáng để các bạn sưu tầm. Ok. Thời gian bảo hành của nó là 2 năm. Nó cũng dùng rất là tốt, chính vì vậy mà mình mới dám bảo hành thời gian dài hạn như thế. Ok chưa? Nên các bạn cũng yên tâm về chất lượng thôi. Phương châm bán hàng của mình đó là bán để khách gì đó khách, có như thế nào thì nói vậy. Uy tín rất là quan trọng. Bán hàng nói một là một, ok chưa? Khách hàng của mình á thì có hầu hết ở 63 cái tỉnh thành trên cả nước, từ Bắc vào Nam, tỉnh nào bên mình cũng có hết. Các bạn có thể vào phần cảm nhận của khách hàng á để xem mọi người đã từng mua, đã từng sử dụng nói về bên mình như thế nào, đồng thời cũng đóng góp cho mình những cảm nhận của các bạn ở đó. Đó chính là cái nguồn động lực rất là to lớn giúp cho bên mình hoàn thiện và ngày càng hoàn thiện và giúp đỡ phục vụ quý khách hàng gần xa ngày một tốt hơn nữa. Mình thì ở tầng 1 tòa HHB khu đô thị Tân Tây Đô Đan Phượng Hà Nội. Đối với những bạn ở Hà Nội á, có thể qua trực tiếp cửa hàng của bên mình để xem và lấy sản phẩm. Còn đối với những bạn ở xa thì các bạn có thể mình có thể gửi đến tận nhà cho các bạn. Các bạn nhận đồng hồ được mở ra xem đúng mẫu với lấy và thanh toán tiền. Số của mình đó là 0912681586. Nhân dịp đầu xuân năm mới, mình cũng xin chúc cho tất cả mọi người có một năm mới an khang thịnh vượng, một năm mới tràn đầy niềm vui và gặp nhiều may mắn. Đừng quên theo dõi mình để xem những mẫu đồng hồ tuyệt vời, những video tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào thân ái và quyết thắng.